Review bản NV tháng 7 các bạn ha, 2020. Đây, bản này khá là chuẩn, mình cài cốc cốc chạy rất là mượt các bạn nha. Bản cốc cốc này mình sẽ chia sẻ sau các bạn ha. Nói chung mình sẽ tập hợp những cái file cốc cốc này để các bạn có thể cài ra nhiều cái hệ điều hành cứu hộ khá là ok. Đây, cái độ phân giải 1440p các bạn nha. Nói chung là tùy theo cái độ phân giải máy bạn mà nó hỗ trợ cao hay thấp ha. Rồi, ở đây mình đây, full HD nè. Ở đây tại vì video này nó không có độ phân giải cao hơn ha. Đấy. Ở đây là 1440. Đây mình cho lên xíu. Ở trong cái bộ này thì các bạn test test RAM nè, đấy test RAM các bạn thấy không? Giờ mình chạy 4 cái video nó đẩy RAM lên 5 GB luôn nè ha. Đấy, rồi test CPU nè, các bạn chạy cái chừng 6 cái video full HD là bắt đầu là CPU nó full luôn rồi các bạn ha. Đấy, thành ra là các bạn test rất là ok. Nếu mà chúng ta test về cái hoạt động ha, hoạt động của CPU thì khá là ok các bạn nha. Đấy, có như trong này các bạn test được âm thanh, hình ảnh, video khá là chuẩn các bạn nha. Rồi, ngoài những cái tính năng khác thì mình đánh giá khá là cao cái bộ của anh NV là kết nối wifi rất là lẹ. Khi chúng ta vô, chúng ta click vô đây là chúng ta kết nối liền được rồi các bạn ha. Có thêm view nè, cable test là dành cho kỹ thuật nè. À, có một điều mình cần và đề nghị, xin đề nghị anh NV, anh có thể tích hợp thêm được cái bộ cái công cụ nhỏ là cái máy ảo, bàn phím ảo các bạn ha. Có nhiều cái máy khách đó mình test, ví dụ bàn phím khách thư đi thì mình phiền cái là phải lôi cái bàn phím máy bàn ra thì nó cũng hơi phiền. Nếu mà có được cái máy ảo bàn phím ảo thì nó khá là tiện các bạn ha. Con chuột mình hay để trên chân cái nó hay rớt các bạn. Rồi cũng không sao, nó hơi phiền cái là mình có thể vào cái file mình chạy cũng được. Đây mình luôn 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 để cái bàn phím ảo đây để mình có thể sử dụng các bạn ha. Đấy, công cụ khá là nhỏ, mấy trăm ký thôi các bạn ha. Rồi nói chung là cái bộ NV khá là ok. Nói về cái lĩnh vực cứu hộ của Việt Nam là NV là gần như là số 1 rồi các bạn ha. Còn Nga thì mình thích cái bộ tre LED. Trung Quốc thì mình chưa biết biết cái bộ nào là chậu nhất, nhưng mà có cái bộ mình hay 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 xài các bạn. Rồi, mình sẽ nhanh chóng làm cái note cho cái phần tích hợp cái bộ Playbook All-in-One của tre LED NV, của anh Thắng Nasibook, của anh Hoàng Thiển và anh Khánh các bạn ha, và những cái bộ linh tinh khác. Mình sẽ tích hợp chung một cái video cho các bạn tham khảo thêm nha, để chúng ta có một cái nhìn tổng quát và chúng ta làm từ đây về sau là các bạn tích hợp rất là dễ ha. Đây mình đã chuẩn bị khá là chi tiết rồi các bạn nha, khá là nhiều các bạn nha. Mình tích hợp bộ DLC luôn các bạn ha. Cái khó trong cái video này chủ yếu là cái DLC, còn ngoài ra các bạn chỉ cần biết add code file chấm vim là ok hết các bạn nha. Cái khó của cái video sắp tới mình chia sẻ là cái bộ NV, cái bộ DLC các bạn ha. Tại vì chúng ta chỉ cần chép sai cái là nó không có hoạt động ổn định các bạn nha. Rồi nói chung là những cái bạn mà chưa rành chưa biết thôi, những cái bạn nào mà có tư duy giống như là chỉnh sửa Winbe rành rồi là mấy cái này là chuyện cỏn con hả các bạn ha, không có gì cao xa hết. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.